Vợ ơi, có nằm mơ anh cũng không tin được là đất nhà của mình có ngày là diện vào khu quy hoạch xây khu công nghiệp. Tự nhiên lại được đền bù một số tiền lớn như vậy. Cái này ấy, đúng là trời thương đấy anh ạ. Anh nghĩ là trong thời kỳ Covid thế này, công ty nào cũng gặp khó khăn. Công ty của cậu Hải chắc cũng không ngoại lệ. Anh tính là chia cho chú ấy một vài tỷ để cho chú ấy làm ăn. Em thấy thế nào? Vâng, cái này thì tùy anh. Anh em yêu thương đùm bọc lẫn nhau là chuyện nên làm mà. Anh cảm ơn vợ. Mà vợ ơi, anh muốn vợ diễn với anh một vở kịch để thử lòng tốt vợ chồng cậu Hải, xem thực sự họ có xứng đáng với lòng tốt vợ chồng mình không. Em thấy sao? Anh đây. Anh vác cái thứ rác rưởi gì về nhà thế này? Em nói bé rồi được không? Anh chị của anh đang ở trong phòng. Đừng có tỏ thái độ như thế. Tôi biết ngay mà. Nhìn mấy cái đôi dép này là biết của mấy người nhà quê rồi. Sao? Thế họ định ở đây bao lâu? Lúc nào về? Đi ra đây anh bảo. Không. Việc gì tôi phải đi đâu? Đây là nhà tôi cơ mà. Tôi thích ở đâu chẳng được. Anh trai của anh mắc bệnh nan y khó chữa. Khó khăn lắm mới phải lên đây để ở nhờ nhà ta để điều trị. Em nể mặt anh một chút có được không? Không thích. Anh chỉ có duy nhất một người anh trai này thôi. Nể mặt anh một chút. Thôi được rồi. Nhưng mà anh phải bảo với họ là lo lắng thu xếp, chữa trị xong sớm rồi mà đi về đi. Tôi không ở với họ lâu được đâu. Anh biết rồi. Hải này, anh lên đây chữa bệnh tốn kém cũng khá nhiều. Anh chị ở dưới quê cũng khó khăn. Định hỏi vay em một chút tiền có được không? Anh chị định vay bao nhiêu ạ? Chị nghĩ là cũng không nhiều đâu. So với cả điều kiện nhà em ý, thì chắc là cũng chỉ bằng cái móng tay thôi. 100 triệu. 100 triệu? Em làm giám đốc mà. Số tiền như thế thì có là gì đâu, đúng không? Số tiền này nó cũng không phải là quá bé. Có gì để em nói chuyện với vợ em. Anh chữ yên tâm đợi em nhé. Còn giờ thì em xin phép, em phải lên công ty luôn có việc đấy ạ. Anh chị gan đấy ạ. Đi vào đây anh. Này, em không sợ. Sợ cái gì cơ chứ? Chồng em đi làm rồi, còn hai anh chị của chồng em ý đi sang nhà bạn chơi, mai mới về cơ. Bây giờ nhà chỉ có hai đứa mình thôi. Đi vào phòng nhá. Ừ. Được một buổi đi chơi mà người ta không có nhà, phi cả cổng. Từ từ anh ơi, hình như là nhà có trộm đấy. Vớ vẩn, ai bảo em thế? Chú thím đi làm cả rồi. Nhưng mà em nghe thấy tiếng ở trong phòng có người nói chuyện. Hình như nghe thấy rồi sao? Vào đây. Anh! Em nhớ anh quá. Mấy hôm nay chồng em cứ ru rú ở nhà suốt. Lại còn vướng ông anh chồng nữa. Ở quê mới lên giờ hơi chết đi được. Phiền phức. Thôi rồi, từ từ đã. Mình nói chuyện chính trước nhá. Cái chỗ tiền mà em bảo đầu tư vào dự án của anh ấy, đã có chưa? Anh cứ từ từ, cố gắng đợi em thêm mấy hôm nhá. Em đợi chồng em ký giấy chuyển nhượng tài sản. Em cứ giận dỗi mấy hôm là kiểu gì anh ấy cũng cho thôi ấy mà. Nghe thế có vẻ lâu nhỉ. Bây giờ mà không rót vốn luôn ấy, nó rơi vào tay người khác mất. Thôi, có khi chúng ta không có cơ hội làm giàu. Không được. Anh cứ từ từ để em suy nghĩ xem nào. Em có thể vay ai được nhỉ? À, em nhớ ra rồi. Em có một ít vàng, anh có muốn lấy không? Được. Đâu. Đây rồi. Đây, anh xem đi. Nhưng mà em bảo này, cầm tiền của em rồi ý, thì lúc đầu tư xong có lãi, phải trả cho em cả gốc lẫn lãi đi nhá.
Em yên tâm, anh sẽ trả cho em tất cả. Để cái thân xác này anh cũng không tiếc trao cho em. Thì tiền bạc nó là cái gì anh trả cho em hết, yên tâm nhá. Ơ, cái gì này? Vàng đâu? Cô đùa tôi à? Sao lại như thế này được? Em nhớ là em cắt vàng ở trong này mà. Làm sao mà mất được nhở? Bọn nhà quê hay là do cái bọn nhà quê kia? Nuôi nó ăn nó ở, bây giờ nó có ăn trộm của mình nữa. Bọn nhà quê kia! Bọn nhà quê kia! Trời ơi! À, đây rồi! Tại sao? Tại sao các người lại ở đây hả? Này, cái này tôi phải hỏi cô mới đúng nhá. Chuyện này là thế nào? Đây là ai? Có phải cô lừa dối em tôi đúng không? Đúng rồi đấy. Hôm nay nếu mà chúng tôi không về nhà sớm ý, thì làm sao phát hiện được ra cái chuyện tày trời như này? Cô đúng là một cái loại người bị ổi đấy. Tôi không hiểu tại sao cô lại có thể đem trai về nhà tăng tiệu ngay trong nhà của mình đấy. Này, hai người đừng mạng nó hồ đồ nhá. Tôi là bạn thân thằng Hải đấy. Tôi đến đây ngày hôm nay là có việc. Đúng rồi đấy. Hôm nay anh Cao đến đây là để giúp tôi bắt kẻ trộm. Vàng của tôi đâu rồi? Hai người lấy đúng không? Này này, cô đừng có mà đổ điêu cho chúng tôi nhá. Có phải là cô đem vàng cho tình nhân của cô đúng không? Tôi sẽ nói chuyện này cho Hải biết. Tôi không thể nào để nó bị cô dắt mũi mãi được. Em, chúng ta đi tìm Hải thôi. Em, làm nào bây giờ? Này, hai người đứng lại đấy. Hai người có bằng chứng gì mà nói tôi với anh Cao gian dối với nhau? Hai chúng tôi chính là nhân chứng đấy. Tận mắt chúng tôi đã thấy cô đưa anh ta về nhà gì nữa. Thôi được rồi, nếu muốn thì cứ đi mắng anh Hải đi. Để xem anh ấy tin ai, tin đứa ăn trộm hay là tin vợ của anh ấy. Anh Hải cũng sẽ lừa như thế đâu. Hơn nữa, nhân tiện tôi cũng sẽ báo công an luôn. Để xem cái bọn vừa ăn cắp vừa lá làng như thế nào. Có chuyện gì mà mọi người tập trung ở đây đông đấy? Đây, anh Hải, anh về nhà rồi đấy à, anh xem đi. Anh trai của anh đến đây rồi ăn cắp vàng của tôi đấy. Tôi bảo với anh bao nhiêu lần rồi, đừng có cho cái bọn quê mùa này vào nhà. Sao anh không nghe lời tôi? Bây giờ cháy nhà mới ra mặt chuột, quần ăn cắp anh có biết không hả? Cô đừng có mà đặt điều cho chúng tôi. Là chúng tôi thấy cô dắt trai về nhà nên là cô mới định vu oan cho chúng tôi đúng không? Này, tôi là chỉ đến giúp cô ấy bắt trộm thôi. Tôi không liên quan gì đâu nhá. Tôi không biết gì đâu ấy. Đừng có nhìn tôi như thế, tôi với cậu là bạn thân mà. Thôi anh không cần phải nói gì nữa. Nói tóm lại, tôi sẽ báo công an. Ngày hôm nay không tìm được vàng thì các người không xong với tôi đâu. Thôi, chỗ vàng đấy là anh lấy đấy. Cái gì? Anh lấy vàng của tôi á? Anh lấy mang đi cho con nào? Sao anh không nói cho tôi biết? Bình tĩnh đi, anh nói nữa nào. Anh Long cần tiền đi chữa bệnh. Vay anh nhưng mà anh không có. Cho nên là anh chỉ định mượn tạm em. Sau này nhất định là có tiền, anh sẽ trả lại cho em luôn. Hải, hóa ra em lấy tiền của em dâu để đưa cho anh chữa bệnh à? Tại sao em lại phải làm như thế? Em xin lỗi. Em không ý giấu anh đâu nhưng mà thật ra là công ty em phá sản rồi. Em không muốn nói cho anh vì là sợ anh bị sốc. Anh xin lỗi. Cũng chỉ vì là anh không muốn em lo lắng cho nên anh không nói nữa. Đây là bộ quần áo công nhân. Hằng ngày em nói dối mọi người em đến công ty làm thực chất không phải như thế. Sau mỗi giờ làm công nhân xong, em lại thay ra và cất được ba lô, mặc lại bộ quần áo này, chỉ để cho mọi người không bị nghi ngờ. Hóa ra là anh bất tài vô dụng, anh làm ăn không đến nơi đến chốn nên là anh phá sản rồi đúng không? Tôi cho anh 3 ngày, nếu như không trả đủ cho tôi số vàng, tôi sẽ kiện anh ra tòa đấy. Còn bây giờ tôi sẽ đi cùng với anh Cao. Loại bất tài vô dụng như anh ý, về quê mà ở với anh chị của anh đi. Hải, tại sao em khó khăn như thế em lại không nói với anh? Em sợ anh lo lắng cho nên em không muốn nói. Nhưng mà bây giờ để mất tất cả, công ty thì phá sản, vợ để bỏ đi theo bạn thân. Vợ em chửi em là cái thằng bất tài cũng không sai rồi. Hải, thật ra anh chỉ giả bệnh để xem em dành tình cảm cho anh thế nào thôi. Nhưng hôm nay thực sự anh rất xúc động khi tình cảm em dành cho anh nó quá lớn như vậy đấy.
Anh nói như thế là sao? Có nghĩa là anh cứ bị bệnh ạ? Hải ạ, thực ra anh có một chuyện muốn nói với chú đây. Đợt vừa rồi anh được đền bù một số tiền khá lớn, mà anh thấy công ty của chú vừa bị phá sản nữa, vợ thì lại bỏ đi, nên anh quyết định chia cho chú một nửa số tiền đấy để vực lại công ty Hải ạ. Anh cũng sao là tốt rồi. Anh ơi, thế bây giờ mình ra ngân hàng rút tiền đưa cho Hải đi. Em đợi anh ở đây nhé. Đi, mình đi. Vào đây anh. Anh, thế nào rồi? Có lừa được không? Được chứ sao không? Xin sái cổ ra chứ. Đang đi rút tiền cho anh rồi. Anh ơi, sau lần này anh nhớ phải chia tiền cho em nữa nhá. Ê, bạn Hiền, nhớ chia cho cả tôi nhá. Phần diễn xuất đấy. Chị à? Chia cái gì? Bạn bị ngáo à? Đừng có tưởng tao không biết. Chuyện mày vợ tao gian díu nhau là thật. Chúng mày định lấy tiền của tao để đầu tư dự án gì thôi. Tưởng tao không biết. Tao cho người theo dõi chúng mày từ lâu rồi. Chẳng qua tao có kệ, cho chúng mày diễn cái vai này nó tròn thôi. Hiểu không? Anh Hải, thật ra là hiểu nhầm thôi. Sao anh lại nghĩ như thế? Anh em giải thích đã nhá. Giải thích cái gì? Sao bây giờ lại ngọt nhạt tử tế đấy? Thấy tôi có tiền thì quay ra van xin đúng không? Nhưng mà còn lâu nhá. Không bao giờ tao thèm một loại đàn bà lăng loàn. Ok. Thôi được rồi. Nếu như anh không muốn chia thì thôi. Tôi sẽ đi nói toàn bộ sự thật cho anh Long. Lúc đấy xem anh còn được đồng nào hay không. Nói á? Có giỏi nói thử đi. Xem là ông ấy còn tin cái lời đứa con gái vừa mới bỏ chồng theo dai như cô. Tôi nói cô biết. Cái kịch bản này tôi đã mất công gây dựng nó lên như bây giờ. Cô đừng có mong lật ngược nó lại. Ok. Hải, mày hạ màn kịch được rồi đấy. Tại sao mày có thể lừa tao như thế? Anh chị, sao anh chị lại về rồi ạ? Em tưởng là anh chị đang đi rút tiền rồi ạ. Chúng tôi làm sao mà đi được? Chúng tôi phải quay về đây để xem màn kịch được tiếp tục chứ. Tôi đã nghĩ cậu thật lòng đối xử tốt với anh trai của cậu. Nhưng mà sau khi nghe được câu chuyện giữa cậu với vợ của cậu ấy, tôi đã thay đổi đấy. Chẳng hiểu sáng nay ăn cái gì mà đau bụng thế nhở? Em cố nhịn vài hôm nữa thôi. Khi nào mà moi được tiền của anh trai anh sẽ đuổi bọn họ về quê. Anh có chắc là anh ta có tiền không? Chắc chứ, lại không chắc. Anh đã cho người điều tra rồi. Anh trai anh có miếng đất về quê. Nó lại vào diện quy hoạch cho nên là được đền bù tận mấy tỷ. Bây giờ chịu khó đóng vai một kịch lâm ly bi đã, biến anh thành một người đàn ông đáng thương. Công ty phá sản, vợ thì theo trai. Nhất định là anh sẽ thương anh và chia cho anh vài tỷ để trả nợ. Cái này người ta gọi là khổ như kế đó. Sau khi biết chuyện, tôi đã nói với anh Long, chúng tôi vẫn tiếp tục câu chuyện để xem cậu đóng kịch như thế nào. Nhưng không ngờ anh đúng là gian xảo thật đấy. Xem ra là cái kế giả nghèo để thử lòng của anh ấy vẫn thua xa khổ nhục kế của em trai anh đấy. Hải, mày chỉ là thằng em trai bố mẹ tao nhặt về nuôi thôi. Nhưng tao đã luôn coi mày là thằng em ruột tao. Tao lên đây để giúp đỡ mày. Mày không cần phải đóng kịch, tao vẫn giúp đỡ mày cơ mà. Tại sao mày có thể nhọc lòng đóng một vở kịch để lừa tao thế hả Hải? Anh, em biết sai rồi. Chỉ là bây giờ em mất tất cả rồi cho nên là em mới phải làm thế để lấy lòng thương hại từ anh. Anh mà coi cho em được không ạ? Anh nể tình anh em mình bao lâu nay. Em biết sai rồi. Mày quá nham hiểm Hải. Từ giờ tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa. Tao với mày đường ai nấy đi. Tao không muốn có một thằng em trai như mày nữa. Mình đi thôi. Anh Long, anh nghe em giải thích ra. Anh Long! Cuối cùng là mất công đóng vở kịch công cốc à? Nói chung ấy, đáng đời mày lắm cái thằng lươn lẹo ạ. Còn cả cô nữa. Quay về với cái thằng chồng bất tài vô dụng của cô đi. Tôi cũng chán cô tận cổ rồi. Thế nhá. Anh Cao! Anh không thể bỏ anh như thế được.
Anh lại gây ra chuyện gì đấy? Tôi chán ngấy cái việc ngày nào cũng phải đi dọn dẹp rác cho anh rồi đấy nhá. Anh không thể làm việc gì lương thiện một chút à? Thì đấy là việc của cô mà. Chẳng phải là trách nhiệm của luật sư phải bảo vệ quyền lợi của chúng tôi à? Này, có vẻ là anh hơi nhầm đấy. Tôi là luật sư ở công ty, chứ không phải luật sư riêng của anh. Những lần khác tôi giúp anh ý, chẳng qua là chủ tịch bảo tôi làm, nên là tôi mới làm thôi. Còn vụ lần này, anh tự đi mà giải quyết, tôi nhất định sẽ không nhúng tay vào đâu. Mà chứ không phải là sau những chuyện như này, bố tôi sẽ cho cô một khoản tiền bồi dưỡng à? Anh! Cho dù có như thế, thì tôi cũng kiếm tiền bằng năng lực của tôi. Còn năng lực của anh ý, chẳng có gì ngoài cái việc gây chuyện với phá phách đấy. Chẳng phải là phải có những người như tôi thì cô Tường San đây mới giàu có được à? Mà tôi nghe nói là cô yêu tiền như yêu mạng. Vậy thì cô làm đi. Trời, tôi cảm thấy thương chủ tịch. Tại vì đến tầm tuổi này rồi mà vẫn có một đứa con vô tích sự như anh, chẳng làm được cái việc gì, chỉ để cho bố mẹ đau đầu thôi. Tôi cảm giác là chủ tịch đang có một đứa con đóng bỉm đấy anh ạ. Cô, tôi nghĩ là anh nên tiết chế lại một chút đi. Nếu mà không sống được đàng hoàng tử tế như một người trưởng thành chín chắn ý, thì cũng nên biết điều, đừng để đi đêm nhiều cũng có ngày gặp ma đấy. Nhiều tiền ý cũng chưa chắc giữ nổi mạng sống của anh đâu. Này, cô đang nguyền rủa tôi đấy ạ. Anh nghĩ sao thì tùy. Nhờ tôi khuyên anh nên ngoan ngoãn một chút đi. Nếu mà anh ngoan ý thì tôi sẽ giúp, còn không ngoan ý thì tôi mặc kệ. Vụ này nếu mà báo chí cùng nhau góp tay lại làm to lên ý, thì cái chức giám đốc này của anh cũng khó lòng mà giữ đấy. Tôi không biết. Bây giờ ấy, đấy là trách nhiệm của cô. Việc của cô ấy là phải làm cho tôi ngồi vững trên cái ghế này. Mà chẳng phải là năng lực của cô giỏi lắm mà. Bây giờ cô dở ra hot đi. Chỉ có chủ tịch mới có thể điều hành tôi thôi. Anh đừng có mà ra lệnh. Đương nhiên rồi. Chẳng phải là bố tôi gọi cô vào đây thì cô mới vào à? Hay là do cô nhớ tôi nên cô không gặp không chịu được. Anh im đi. Nhìn cái bản mặt của anh ấy, tôi đã thấy buồn nôn rồi đấy. Bảo Linh, sao anh lại ở đây? Sao em lại làm thế? Anh còn hỏi nữa à? Tất cả là do anh đấy, anh hại đời tôi rồi. Nhưng mà sao lại hại đời? Lúc muốn có người ta thì muốn có thì còn được. Bây giờ lại còn giả vờ không nhớ gì hết chứ. Cái gì? Anh và em... Anh thực sự là anh không nhớ gì cả. Anh chỉ nhớ là... Từ từ đã, bình tĩnh. Có gì từ từ đã nói. Thực sự là anh không nhớ gì cả. Nhưng mà em có chắc là anh với em làm chuyện đấy không? Bây giờ anh còn định chối bỏ trách nhiệm đúng không? Anh đúng là đồ tồi. Nhưng mà em có chắc là hôm qua chúng ta làm chuyện đấy không? Anh đúng là đồ hèn. Anh đi chơi gái phải trả tiền đàng hoàng nhá. Huống chi tôi lại còn là con gái nhà lành đấy. Không tin anh nhìn đi. Bảo Linh này, hôm qua thực sự là anh uống có hơi quá nên thực sự anh không nhớ gì cả. Nhưng mà bọn mình mới chỉ gặp trên quán bar có một vài lần thôi. Nên nhưng mà lần này anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Nhưng mà chúng ta không thể kết hôn được đâu. Em muốn bao nhiêu tiền cũng được. Anh sẽ bảo luật sư gặp em nhá. Em nhá. Này, cô lo vụ này giúp tôi nhé. Hết bao nhiêu tiền tôi gửi. Tôi đã nói rồi, nếu mà là việc công ý thì tôi lo, còn việc riêng thì tôi không quản đâu. Này, tôi đang thuê cô đấy nhá. Mà chẳng phải luật sư các cô là vẫn đi nhận việc bên ngoài hay sao? Cô muốn bao nhiêu cô nói luôn đi. Anh nhầm rồi. Vấn đề ở đây không phải là chuyện tiền nong. Vấn đề là thái độ và sự rạch ròi. Tôi là luật sư ở công ty chứ không phải luật sư riêng. Nên là nếu bây giờ anh muốn chúng ta thảo luận một bản hợp đồng khác
Chủ tịch đồng ý, tôi sẽ làm. Này, cô đừng có tưởng là cô bố tôi chống lưng. Cô thích vênh báo với ai thì cô vênh báo đấy. Tôi là con của chủ tịch, còn cô chỉ là nhân viên làm thuê thôi, cô hiểu chưa? Đúng, chủ tịch thuê tôi vào đây làm, chủ tịch trả tiền cho tôi. Vì thế, tôi cũng chỉ phục vụ theo mệnh lệnh của chủ tịch thôi. Cô... Xem ra vụ này rất là lớn, nên là anh mới phải đến tận đây để mà bảo tôi làm đúng không? Có vẻ như là lời tôi nói đã linh nghiệm rồi. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma mà. Này, thôi thế này đi. Bây giờ cô cứ tìm hiểu giúp tôi đi, rồi cho mọi thứ nó dìm xuống. Sau đó tôi với cô bàn bạc các điều khoản trong hợp đồng sau nhé. Tên của phụ nữ à? Tôi xin lỗi anh, tôi không thể nào mà giải quyết những chuyện tình riêng của anh được. Tôi chỉ có chứng chỉ ở mảng kinh tế thôi, có những chuyện như này tôi không làm được. Cô... Sao cô lại vào đây? Tôi đang bận lắm. Anh còn hỏi nữa à? Hơn một tuần nay không thèm liên lạc hay chịu trách nhiệm gì với em. Em không đến đây thì biết đi đâu tìm anh bây giờ? Chuyện đó tôi đã nhờ luật sư rồi. Cô ấy sẽ nói chuyện riêng với em. Còn đây là công ty, không nói chuyện riêng được đâu. Anh, em không chịu đâu. Hôm nay em phải nghe được câu trả lời từ anh thì em mới về cơ. Không thì em không về đâu đấy. Anh đã bảo rồi, chúng ta không thể kết hôn được. Em cũng ở đây thêm 3 ngày 3 đêm nữa ấy, thì chúng ta vẫn không có kết quả gì đâu. Quan điểm của tôi ấy, là tôi sẽ lấy người mà tôi yêu. Anh làm như anh cao sang lắm ấy. Bao nhiêu lần đi ba ấy, anh liếc mắt đưa tình với bao nhiêu cô gái, bây giờ lại còn đòi cưới người mình yêu à? Em không tin em là người đầu tiên thì anh cưỡng đoạt đâu. Anh biết là em bất mãn, anh thực sự xin lỗi. Nhưng bây giờ em có nói thế nào ấy thì chúng ta cũng sẽ không có kết quả đâu. Vì vậy anh mới đề xuất là để luật sư của anh gặp riêng em đấy. Anh được lắm. Bây giờ ấy anh còn lôi pháp luật ra dọa em nữa à? Anh đừng có hòng. Không phải, mà là anh với em bây giờ không thể nào nói chuyện với nhau một cách thoải mái và thống nhất được. Cho nên là... Bây giờ anh định phủ sạch mọi tội lỗi đúng không? Được rồi, tôi sẽ kiện anh ra tòa để cho anh thân bại danh liệt. Để tôi xem tiền nhiều ấy còn giúp anh ngóc đầu lên nhìn đời được không? Rồi ạ, em đã làm tất cả mọi cách rồi, nhưng mà anh ta cứ chối đây đẩy ấy, cứ bắt em phải gặp con luật sư kia cơ. Không được, bây giờ bằng mọi cách em phải bắt ông Long kia ngồi xuống với em để thỏa hiệp. Chứ bây giờ để dính dáng anh con luật sư kia là không ổn đâu. Luật sư bên đấy là cô Tường San, nổi tiếng là nữ hoàng gỡ rối đấy. Thì cũng chỉ là con luật sư giải rách thôi mà, chuyên đi dìm chuyện xấu xuống. Tất nhiên, nhưng mà tỷ lệ thắng cô ta là luôn cao. Mấy năm nay cô ta chỉ đi dọn cái đống rác mà ông Long kia để lại. Chủ tịch rất là tin tưởng cô ta, nhưng mà cô ta lại không thích làm mấy cái chuyện này, cho nên là bất mãn lắm. Thế thì lại càng phải lợi dụng chứ sao? Không cần, anh đã gặp cô ta vài lần rồi, không phải là dạng vừa đâu. Này không được, thế kia không được. Thế bây giờ anh muốn em phải làm gì? Anh đã biết trước là câu chuyện sẽ đi theo chiều hướng này, cho nên là tính được cái đòn tiếp theo rồi. Bây giờ em chỉ cần tìm ra cái bằng chứng là ông Long kia ruồng rẫy, không chịu trách nhiệm với em. Hiểu chưa? Cứ yên tâm, anh là nhà báo cơ mà, em chỉ cần đưa anh chứng cứ thôi, còn mọi việc cứ để anh lo. Mà em thắc mắc tại sao lại ghét tên Long kia thế? Anh không ghét cái ông Long đấy. Người anh ghét là cái đứa luật sư. Chính vì nó làm anh bị mất việc, làm anh bị nhắc nhở. Bây giờ chỉ cần làm cho ông Long kia bị suy sụp là kiểu gì đời chúng nó cũng tàn. Này, cô quá đáng vừa thôi. Cô định chơi tôi à? Có phải cô định cho tôi thân danh bại liệt phải không? Anh bị làm sao đấy? Chuyện là do anh gây ra, bây giờ tại sao lại đổ hết tội lên đầu của tôi? Sao cái lúc anh đi ăn chơi chắc tán sung sướng ấy, anh không nghĩ có đến ngày hôm nay đi?
Tôi nói cho cô biết, lúc đấy là tôi đi bar, nhưng mà là tôi đi để bàn việc. Cô không có ở đấy, cô đừng có chụp mũ. Tôi đâu có được đi cùng anh đâu mà tôi biết. Nói chung ý, nếu mà vấn đề liên quan đến pháp lý thì tôi có thể giúp anh được. Còn những chuyện như này ý, tôi không làm được đâu. Nhưng lúc xảy ra chuyện là tôi đang đi bàn việc. Bàn xong việc thì anh có thể về mà, tại sao lại không? Dù sao thì tôi nghĩ đến bây giờ anh cần phải tìm một luật sư hoặc là một người có năng lực để mà giúp đỡ đi. Mọi chuyện đang bung bét lên khá to rồi đấy. Cả cô, công tử của chủ tịch công ty A đi ăn chơi trác tán, bóc bánh không trả tiền. Những câu chuyện như thế được anh Hùng bàn phím đang muốn cào mặt anh ra lắm rồi đấy. Nếu hôm nay cô không lo xong việc thì cô nghỉ việc luôn đi. Được, vậy thì toàn bộ công việc của tôi sẽ bàn giao lại hết. Hiện tại đang có 4 cổ đông lớn muốn rút vốn ra khỏi công ty chúng ta. Và tôi tin ý là những cổ đông nhỏ cũng sẽ rút thôi. Tôi nghĩ bây giờ ấy, anh cũng nên tìm cách để mà giữ nổi cái chức giám đốc của anh đi đấy. Cô nghe đi, bố tôi gọi đó. Alo, dạ vâng thưa chủ tịch. Vâng ạ. Bây giờ anh hãy kể lại toàn bộ thông tin cho tôi, cung cấp đầy đủ thông tin và chi tiết vụ việc. Thế lần này bố tôi hứa cho cô bác. Cô làm giá mấy ngày hôm nay, giờ đổi ý chắc là không ít mà. Tiền nong hỏi vấn đề, chủ tịch là người trả tiền cho tôi, nên anh không cần phải lo. Với cả chủ tịch cũng nói rồi, vụ việc lần này tôi làm là để giúp công ty, chứ không phải là để cứu anh đâu. Cho nên tôi muốn gỡ như thế nào, gỡ hay là không gỡ thì cũng sẽ tùy thuộc vào thái độ của anh đấy. Được thì... Mà thực ra tôi không nhớ hôm đấy tôi như nào nữa. Sáng tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình trong phòng, còn cô ta thì ngồi khóc lóc, bảo tôi như vậy. Nhưng tôi cam đoan ấy là tôi không đi quá giới hạn. Tôi nghĩ tôi bị gài. Không quá giới hạn á? Tôi không biết là bao nhiêu lần tôi đã phải đi dẹp loạn cho cái không quá giới hạn của anh rồi đấy. Cô giúp thì giúp, còn không đừng xỉa xóm chuyện của nhau. Ok, vậy bây giờ anh hãy cung cấp cho tôi đầy đủ thông tin, tên, số điện thoại, địa chỉ của cô ta và hoàn cảnh anh với cô ta gặp nhau, bất kể lý do là gì. Có đủ thông tin như thế thì tôi mới có thể kiểm chứng và giúp đỡ anh được. Cô đến đây làm gì đấy? Hôm nay tôi đến đây để thay mặt anh Long nói chuyện với cô. Cô cứ đưa ra các điều kiện của mình, chúng tôi sẽ nghiên cứu và xem xét nó. Cuối cùng thì anh ta vẫn quyết định làm theo ý mình à? Thế thì tôi cũng nói cho cô biết luôn, tôi sẽ không để cho các người đạt ý nguyện đâu. Cô bảo Linh cứ bình tĩnh, mọi chuyện đều có thể giải quyết được mà. Cô thử nghĩ xem, nếu như kéo dài chuyện này, lợi ích về phía cô chắc chắn là rất ít và thiệt thòi sẽ nhiều hơn đấy. Này, cô tưởng là ấy, mấy cái câu đạo lý quèn của cô mà làm tôi sợ được à? Trong mặt mũi thì cũng không đến nỗi nào, nhưng mà lại chấp nhận đi làm chó sai vặt cho cái thằng kia. Cô đừng tưởng là ai cũng có thể xúc phạm được. Tôi làm vì tiền, đúng, vì đấy là công việc của tôi. Nhưng cô thử nghĩ xem, như cô cố tình làm to chuyện này ra, danh tiếng của cô sẽ bị thất thoát. Ngoài ra, đến khi mà anh Long bị suy kiệt thì chẳng những cô không được nhận tiền bồi thường mà lại còn bị liên lụy nữa. Họ làm gì ở tôi? Tưởng có tiền mà có tất cả. Để tôi xem, không có tiền ấy thì anh ta xoay sở xử lý. Dám hại đời tôi ấy thì phải chịu trách nhiệm thôi. Anh Long đã kể lại chi tiết toàn bộ câu chuyện rồi. Cô nói là cô bị cưỡng đoạt, nhưng cái đấy cũng chỉ là từ miệng cô nói thôi. Nếu bây giờ anh Long kiện ngược lại cho cô tội vu khống thì... Này, ai bảo cô là tôi không bằng chứng. Được rồi, các người thích ấy thì cứ kiện đi để xem ai là người thắng. Còn bây giờ ấy, cô về rồi đấy. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu như cô bảo Linh đổi ý thì hãy gọi cho tôi nhé.
anh ta lại đến đây nhỉ? Có khi nào việc này là do anh ta dàn dựng không? Con người này đúng là không thể nào lường trước được. Anh Hải xem đi, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện. Các người! Đống tài liệu này tôi đã giữ trong tay từ rất lâu rồi. Nhưng mà có vẻ đây chỉ là một phần nhỏ trong đống bí mật của anh thôi đúng không? Một nhà báo có ngòi bút khiến cho người ta phải tự tử, thân bại danh liệt, các cặp đôi vợ chồng phải bỏ nhau ly hôn. Những chuyện tốt mà anh Hải làm có vẻ là không ít nhỉ? Cô đừng có mà ngậm máu phun người. Cô muốn cái gì? Đơn giản thôi. Những câu chuyện xung quanh anh Long, tôi muốn nó được kết thúc như một giấc mộng. Cái đấy là anh ta làm, anh ta tự chịu. Cái loại đàn ông mà lăng nhăng, suốt ngày đến với cái chỗ trăng hoa sớm muộn gặp họa. Cái này tôi không giúp được. Họa hay không ấy thì tôi cũng chưa biết. Nhưng mà chắc chắn là có người hãm hại. Mà nhắc đến những chuyện như này ý, thì chắc là anh Hải rất giỏi để giải quyết đúng không? Cách anh giải quyết như thế nào? Tôi không can thiệp, miễn sao là êm đẹp và không có tổn hại gì cả. Tôi chắc chắn sẽ không nhúng tay vào. Này, ý cô đang nói là tôi dàn dựng mấy cái chuyện này lên á? Tôi đâu có nói, đấy là anh nói đấy chứ. Cô đừng mà nói anh ta anh Tinh. Có bằng chứng nào cô chứng minh cái việc này là tôi làm? Hôm trước tôi đã gặp anh ở nhà của Bảo Linh. Sau đó thì tôi tìm hiểu ra giữa anh với Bảo Linh có vẻ là thân thiết hơn tôi tưởng đấy. Và ngoài ra ấy, thì các tài khoản trên mạng xã hội tấn công búa phím với anh Long đều là người quen của anh Hải thì phải. Điều đấy không có nghĩa là anh ta không làm chuyện xấu. Và tôi với cô Bảo Linh chẳng nhẽ đã không được phép thân thiết với nhau à? Tôi còn chưa tính sổ với anh ta cái vụ anh ta làm hại bạn gái của tôi đâu. Được thôi, việc anh tính sổ với anh Long ấy thì anh tự làm. Còn việc mà tôi đã nhờ anh, tôi mong là tôi sẽ nhận được tin tốt từ anh đấy. Tôi hy vọng giờ này ngày mai tôi sẽ không phải đem những bằng chứng này lên cho công an. Cô! Thôi, mọi chuyện cũng đã xong rồi. Tôi không thích uống cà phê cho lắm. Tại vì uống cà phê thì hơi bị đắng. Tôi mất công bỏ tiền ra để mua, phải chờ đợi để được uống. Nhưng mà uống xong thì lại bị đắng miệng. Như thế có vẻ không hay đúng không? Tôi xin phép. Này, tại sao chuyện càng ngày càng nghiêm trọng thế này? Cô có lo được nổi vụ này không đấy hả? Này, tôi nói cho cô biết đấy, cổ phiếu công ty rớt xuống đáy rồi đấy. Công ty mà chết là cô cũng toi theo đấy. Ừ, tôi biết. Nhưng mà tôi đang phải xem thái độ của anh như nào đã. Cô đã trêu ngươi tôi. Này, bây giờ việc của anh ý là nghĩ cách làm sao để cứu vớt ở công ty, chứ không phải ở đây mà trách móc tôi đâu. Tôi nghĩ là anh cần phải đi tìm người để giúp đi. À mà, có lẽ là bây giờ có mỗi một mình tôi có thể giúp được anh thôi đúng không? Được, tôi sẽ giúp anh. Nhưng mà với một điều kiện. Điều kiện gì? Điều kiện của tôi thì cũng đơn giản lắm. Bây giờ ấy, anh phải chỉnh chu lại cách sống của anh, chín chắn và trưởng thành hơn. Anh không còn là trẻ con nữa đâu. Nếu như mà anh đồng ý với cam kết này thì tôi cũng sẽ đồng ý giúp đỡ anh. Ok. Cô giỏi dồn cái khác chân tượng lắm. Cô đưa giấy bút này, tôi sẽ viết cam kết. Mời anh. Ký vào đây phải không? Anh phải viết đã chứ. Thực ra là anh ta chẳng làm gì cả. Do có Bảo Linh bỏ thuốc vào cốc bia, anh ta ngủ ly bì. Vốn chúng tôi muốn sáng hôm sau cô ấy diễn một màn kịch đau khổ để buộc anh ta phải vào bẫy. Nhưng mà Long lại vô liêm sỉ không nhận. Bây giờ chúng tôi sẽ cho cô một cơ hội để đính chính trước công chúng rằng mọi chuyện ấy đều là do cô bịa đặt ra. Bằng không chúng tôi sẽ kiện cô ra tòa. Và với cái tổn thất lần này cô gây ra cho công ty chúng tôi thì cũng không phải là nhỏ đâu. Không, tất cả do cô lừa tôi đúng không? Giọng anh Hải ở đây chẳng nhẽ cô nghe mà không nhận ra. Anh ta đã bán đứng cô để đổi lấy sự an toàn cho bản thân mình rồi. Nếu mà cô không biết ý, thì trước đây anh Hải là một người cực kỳ khốn nạn. Anh ta đã làm cho biết bao con người
sự nghiệp tiêu tan, tan cửa nát nhà rồi đấy. Không, không phải, anh ấy sẽ không lừa tôi đâu. Nếu như mà cô không tin tôi ý, thì cô thử gọi điện cho anh ấy xem, xem là còn tìm được nhau không. Tôi khuyên cô nên biết tự lo cho bản thân mình đi. Đừng vì một phút ngu ngốc mà sẽ tàn đời đấy. Công ty của chúng tôi cũng đã dự tính rồi. Khoản tiền bồi thường nếu mà phải ra tòa cũng không phải là nhỏ đâu. Anh ta đúng là tên khốn mà. Anh ta lừa tôi. Tất cả mọi việc đều là do anh ta tính toán. Tôi chỉ là người thực hiện thôi. Anh ta nói sau khi xong kế hoạch thì tôi sẽ trở thành con dâu của tập đoàn. Nếu không thì cũng sẽ được một khoản tiền lớn. Người đấy là nhà báo Hải à? Phải. Tên khốn đấy dám lừa tôi. Tôi không ngờ anh ta lại là người bị ổi như thế. Bây giờ thì tôi hiểu rồi. Tôi chỉ là quân cờ trong kế hoạch trả thù của anh ta mà thôi. Nói thật thì tôi cũng sẽ khuyên cô, bây giờ cô hãy tìm cách nào đấy để mà giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp đi. Bên phía công ty của chúng tôi cũng sẽ giúp đỡ cô để giải quyết mọi việc trong êm đẹp. Tôi sẽ chờ tin tốt của cô đấy. Cô, tại sao cô dám lừa tôi? Hả? Cô đã bảo là cô không kiện tôi mà, tại sao bây giờ tố cáo tôi thế? Bởi vì anh không đáng tin. Một người làm nhiều chuyện bẩn thỉu như anh ấy, đáng nhẽ ra phải bị trừng phạt lâu rồi. Nhưng mà tôi đã nương tay cho anh, nhưng mà anh lại không biết điều. Hết lần này đến lần khác, anh cứ lấn tới để hại anh Long. Cô đúng là cái loại đàn bà lươn lẹo, khốn nạn. Thực ra tôi cũng chỉ giúp anh thôi. Với lại những chuyện như này cũng chỉ là quả báo do anh thôi. Anh đã lừa người ta sạt nghiệp các thứ rồi mà. Chẳng qua bây giờ tôi là tiện tay đẩy cho nó nhanh hơn một tí thôi. Cô, anh định làm gì đấy? Anh xông vào công ty của tôi đánh người của tôi à? Con rùa rụt cổ bây giờ mới xuất hiện à? Hả? Sao ở đây mày to mồm đấy? Sao ở kia mày không như thế đấy? Cứ mỗi lần gây ra chuyện gì ấy, đến ba khi phụ nữ giúp mình rồi. Mày có thấy nhục à? Hả? Phải, tôi nhục. Nhưng mà tôi cũng không bẩn thỉu bằng anh. Anh hại tôi ấy, rồi cuối cùng anh vẫn là người thua cuộc thôi. Bây giờ ấy, đến lúc anh phải trả giá rồi đấy. Cút ngay nếu không tôi gọi người lôi cổ anh ra đấy. Mày, anh Long à? Anh ơi, tôi biết tôi sai rồi. Tôi xin lỗi vì tôi đã làm chuyện này nó quá lên. Anh có thể bỏ qua tôi một lần được không? Chứ bây giờ anh mà làm như thế thì cả cái sự nghiệp tôi gây dựng bây giờ tiêu tùng hết đấy anh Long ạ. Vậy những lúc anh làm hại người khác tiêu tùng, anh có nghĩ cho người ta không? Anh đừng mong chờ một điều mà anh không thể làm cho người khác được. Anh cút ngay nếu không tôi gọi người khác lôi cổ anh ra đấy. Thực ra tôi định đến phòng của anh, nhưng mà anh ở đây rồi thì tiện thể tôi nói luôn. Anh nhận cái này giúp tôi, đơn xin nghỉ việc đấy. Sao lại nghỉ việc? Mọi chuyện đã êm xuôi rồi mà. Công ty đang dần ổn rồi. Thực ra không phải vì lý do gì cả. Chẳng qua là tôi muốn thay đổi không khí với môi trường làm việc thôi. Vậy là cô vẫn đang giận tôi đúng không? Tôi đã viết cam kết với cô rồi mà. Đơn xin nghỉ việc này tôi đã viết từ rất lâu rồi. Mong là anh nhận cho. Được, tôi sẽ chấp nhận nếu như cô đi ăn cùng tôi một bữa cơm. Dù gì thì tôi cũng phải cảm ơn cô vì đã giúp tôi thoát ra khỏi vũng lầy này. Rất hiếm khi tôi mới có một lời mời từ một công tử có gia thế như anh đấy. Được, bắt đầu từ ngày mai tôi đã nghỉ việc rồi, chiều mai tôi rảnh. Cậu uống nước đi. Em uống nước đi. Sao? Cậu thấy công ty của vợ chồng tớ thế nào? Quá đời luôn đấy chứ. Thật không ngờ đấy. Thời gian như một cơn gió thoảng qua. Mới đó mà đã 10 năm rồi. Nhớ ngày trước, chúng mình còn chẳng có gì trong tay.
Cậu có nhớ cái hồi mà mình còn ở ký túc xá không? Anh em mà tranh giành nhau từng gói mì một. Đúng rồi đấy, cái thời đấy có gói mì ăn mà là còn may rồi đấy. Cuối tháng thân nào cũng hết tiền. Ôi, nghĩ mà khổ. Rồi ạ, tôi còn lạ về hai ông nữa. Thời đi học á, tán gái không thể để gái nó bao ăn. Trời, nghĩ lại cười thật. Mà từ sao đâu rồi? Sao cậu không gọi cô ấy đến đây để gặp cậu tôi vui? Ừ, tôi có nói rồi. Nhưng mà sáng nay cô ấy có chút việc bận, nên là chắc sẽ tới nhanh thôi. Cô ấy biết là hai cậu đến á, vui mất cả ngủ đấy. Có thế chứ. Sao? Hai vợ chồng thế nào rồi? Vào trong năm lập nghiệp được một thời gian rồi đấy. Có ổn không? Bọn tớ cũng ổn thôi. Tớ lập công ty được 3 năm. Nhờ chăm chỉ cho nên là cũng cơm ăn 3 bữa. Thế là tốt rồi. Sắp tới là vợ chồng tớ cũng định mở chi nhánh thêm trong đấy đấy. Bọn tớ định nhờ vợ chồng cậu giúp đỡ trong đấy. Dù gì thì vợ chồng cậu cũng ở trong đấy nên chắc biết nhiều hơn bọn tớ. Mà có hai vợ chồng cậu dẫn đường á, tớ rất yên tâm đấy. Tưởng gì, chúng mình thân nhau như thế cơ mà. Cậu chỉ cần nói với tớ một tiếng, tớ giúp hết. Này nhá, không những giúp mà còn tốt trở lên ấy. Được, 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 được. Vậy thì bây giờ bọn mình sẽ thân, càng thêm thân. Ok? Ok. Ok. Bảo Linh. Alo, rồi không gặp nhiều quá. Xem nào. Cậu này cậu xinh thật đấy. Đúng không, vợ chủ tịch có khác. Này, cậu đang trêu tớ đấy à? Xem một vòng tớ xem nào. Ôi. Anh thấy chưa? Gái một con đấy nhá. Nào, thôi cậu đừng có trêu tớ nữa. Ngồi xuống đây, dỗi rồi. Ơ, chỗ kia bị làm sao kìa? Hình như là rách nổi hay sao ấy. Tớ á? À, chỗ này à? Thôi chắc không sao đâu. Chắc là do tớ vô ý va vào chỗ nào đấy thôi. Mà này, kệ em, nói cái gì đấy? Do tớ ăn mặc đơn giản quen rồi. Thôi, cậu đừng có để ý. Không hiểu sao cũng thể ăn mặc xề xòa như thế này. Dù sao ấy, cậu cũng là vợ chủ tịch cơ mà. Cậu mà cứ ăn mặc như này ấy, ra đường người ta cười cho thối mũi đấy. Long nhở? Thôi, kệ cô ấy đi. Bây giờ tớ dẫn vợ chồng cậu đi tham quan một vòng nhá. Ừ, đi, đi, ừ. Đi thôi. Đi thôi. Đi. Đó, đây là chỗ nhân viên tớ làm việc đây. Điều hòa mát không ạ? Được bạn ơi. Này, bọn mình vào trong phòng ngồi đi. Tớ sẽ bảo thư ký đặt cho mình chỗ để trưa nay chúng mình ăn luôn. Ok, ở trong nói phép một lúc nữa đi. Ok, đi thôi. Anh đi trước đi, em đi vệ sinh đó. Ok, em đi đi. Hả? Anh nói làm sao cơ? Các anh làm ăn như thế thì đúng là chết tôi rồi. Thế mà cũng gọi là đối tác à? Đợi các anh làm xong thì chắc là công ty chúng tôi đến mức phá sản mất. Có biết là cái dự án lần này quan trọng như thế nào không? Mà vẫn đang còn làm như thế. Thôi, tôi không muốn nghe nữa đâu. Nhá, nghe các anh có mà chết cả nút à? Đúng án hả? Đấy, bạn buồn cười dã man. Bạn ấy. Ơ, Bảo Linh vào tới rồi kìa. Nam phần gây cấn này, em vào đây. Này, ngày xưa tớ mà không lấy được vợ tớ, khéo bây giờ xe máy không có để mà đi đâu. Bởi thế, ông bà mình nói chẳng sai. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Từ sàn, cậu đúng là tình thật đấy. Thôi, cậu đừng nghe anh Long nói nữa. Anh ấy suốt ngày tâm bốc tớ lên tận trời mây thôi. Cậu mà không giỏi thì làm sao mà đưa lên được. Anh Cao. Hả? Mình đi về thôi. Mọi người đang đợi bạn để về ăn trưa mà. Sao lại về sớm đấy? Nhưng mà tớ có việc bận rồi, không đi được nữa. Anh Cao, đi về. Em,
Sao em về? Có chuyện gì à? Sao anh làm nhằng ấy nhở? Em bảo đi theo em thì anh cứ đi đi. Em làm sao đây? Sao lại qua đây anh? Ừ, đúng rồi đấy. Từ nãy đến giờ tớ cứ thấy là cậu khó chịu. Nếu mà có gì không vừa ý thì cậu nói ra đi. Vợ chồng tớ ấy, giúp được thì bọn tớ sẽ giúp. Cái gì? Giúp á? Cậu lo cái thân cậu còn chưa xong, cậu còn đòi giúp bọn tôi á? Em làm sao đấy? Sao lại nói như thế với Tương San? Anh thôi đi, anh có biết là ấy, vợ chồng cậu ta sắp phá sản rồi không ạ? Hai người này ấy, muốn lừa chúng ta để chúng ta đầu tư vào rồi cũng hết tiền đi đấy. Có thật hay không? Này, cô đừng có mà nói linh tinh nhá, quá đáng quá rồi đấy. Hai người với cậu như thế. Này, cậu đừng có hòng lừa bọn tôi. Nhìn cái thứ rẻ rách mà cậu mặc trên người ấy, nó cũng đủ hiểu rồi. Ai đời ấy, vợ tịch mà ăn mặc kiểu đấy bao giờ không? Trông ấy, cứ như là loại cùng định ấy. Thế theo cô, ăn mặc như thế nào mới là vợ của chủ tịch? Cô khinh người quá rồi đấy. Tôi thật không ngờ sau bao nhiêu năm xa cách, hai người thay đổi một cách kinh khủng như vậy đấy. Tôi cũng không ngờ hai vợ chồng cậu ấy lại có ý định lừa tôi một cách ngoạn mục như thế. Tâm địa các người ấy đúng là xấu xa rồi đấy. Có thật hai vợ chồng cậu định lừa tiền của tớ không? À thế? Vợ chồng bọn tớ việc gì phải lừa vợ chồng cậu? Chẳng qua là vợ chồng bọn tớ muốn giúp vợ chồng cậu kiếm một ít tiền thôi. Cái gì? Kiếm ít tiền á? Hay là kiếm thêm ít nợ? Nếu mà có chuyện tốt như thế thì hai người đã ôm hết rồi. Phải đấy. Vợ tôi nó cũng có lý. Làm gì có cơ hội nào tốt đẹp như thế lại rơi xuống đầu được. Bảo sao mà bọn tôi từ xa về, cậu nó gọi điện thoại dùng liên tục lên công ty cậu chơi. Hóa ra là có ý đồ cả. Tôi thật không ngờ sau bao nhiêu năm, chỉ vì đồng tiền mà hai người bạn thân của tôi đã thay đổi một cách kinh khủng như thế này đấy. Đúng, trên đời này không ai cho dễ ai cái gì cả. Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của những người cả một đời không cho ai một cái gì cả thôi. Cậu chỉ dựa vào một chiếc áo rách mà cậu lại đánh giá người khác như thế không? Như thế có quá vội vàng hay không? Ở trên đời không phải là ai bóng bẩy người ta cũng rất giàu đâu. Phải, vẻ bề ngoài không nói lên giá trị của một con người, nhưng mà cũng nói lên một phần hoàn cảnh của họ đấy. Thưa chủ tịch, em đã đặt sẵn bàn khách sạn 4 sao rồi ạ, mời anh đi dùng bữa. Thôi rồi, cậu ra ngoài đi. Cô khoan đi đã. Hai vợ chồng cậu ấy, chân lớn thật đấy. Đã phá sản nơi rồi, còn ta phải sang chảnh. Khách sạn 4 sao á, bớt giả tạo này đi. Tính thẳng phép bắt tôm đấy ạ. Cô quá đáng vừa thôi nhá. Không thể nghe nổi mà. Các người biến ra khỏi đây đi. Không nghe nổi thì cũng phải nghe. Được rồi, tôi sẽ cho các người biết tại sao tôi biết các người sắp phá sản. Đến lúc đấy các người phải tâm phục khẩu phục. Cô kia, có phải lúc nãy cô gọi điện cho đối tác bảo là công ty sắp phá sản rồi đúng không? Cô nói đi. Chị bảo em ấy ạ. Hay, tôi không nói cô thì nói chủ tịch của cô à? Cô ấy tên là Trâm, cô ấy là thư ký của tôi. Thì Trâm, cô nói đi. Chị nói là lúc nãy chị có nghe thấy em nói chuyện với đối tác. Chị nghe thấy lúc nào vậy ạ? Rõ ràng cách đây 15 phút, tôi nghe thấy cô gọi điện thoại bảo là đối tác cơ mà. À, em nhớ ra rồi. Lúc nãy đúng là em có gọi điện cho đối tác. Đấy, anh nghe đấy chưa? Em đã bảo rồi mà. Nhưng mà đấy là đối tác của công ty xây dựng mà. Đối tác xây dựng á? Chứ không phải là đối tác kinh doanh à? Thế là thế nào? Vâng, chắc là chị không biết. Hiện tại thì công ty chúng em đang triển khai mở rộng thêm 20 chi nhánh trên khắp cả nước. Cần thêm một đội ngũ thi công nữa nên là chúng em có phối hợp với một công ty ở bên ngoài. Xây dựng cửa hàng á? Sao bảo là công ty sắp phá sản? À dạ không, lúc đấy chắc là do em giận quá, sốt ruột nên là em có nói hơi quá với mọi người thôi ạ. Không, cô đang lừa tôi. Rõ ràng là tôi nghe thấy cô gọi điện cầu cứu vì công ty sắp phá sản mà. Không, không phải. Dạ vâng, đấy là bạn của em ạ. Cậu ấy làm bên một công ty xây dựng. Vì thiếu nhân sự nên là em có nhờ bạn ấy chuyển thêm người để kịp tiến độ thi công ạ. Nếu như chị không tin thì em có thể gọi điện lại cho chị xác minh. Không cần thiết. Nếu như cô không tin lời của Trâm ấy, thì tớ sẽ cho cậu xem bản báo cáo tài chính của công ty tớ. Thôi, không còn đâu. Tớ tin mà. Thôi rồi, cậu đi ra ngoài đi. Có gì tôi sẽ gọi vào sau. Dạ vâng ạ.
Long à, tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi. Vợ tớ là người hay lo xa, cảm nghĩ cho nên mới như vậy. Cậu coi như chưa nghe thấy gì nhá. Lời từ mồm cậu nói ra, và cả vợ cậu nữa, làm sao mà có thể như chưa nghe thấy gì được. Ban nãy vợ chồng cậu xúc phạm vợ chồng tớ, vợ chồng cậu coi vợ chồng tớ là lừa đảo phải không? Thôi Long, tớ xin lỗi. Cậu bỏ qua cho tớ lần này được không? Long. Thôi, cậu đừng nói thêm gì nữa. Hãy đi ra khỏi đây đi. Còn chuyện chiếc áo tớ bị rách ý, để tớ nói luôn cho cậu hiểu nhá. Tớ có nhận bảo trợ cho một hội người mù. Ở đấy họ có rất nhiều hoàn cảnh đáng thương, không có công việc để làm, nên là vợ chồng của tớ mới bỏ một khoản tiền ra để mà thuê người về dạy nghề cho họ. Và sáng nay tớ có một công việc ở đấy nên tớ đã qua đó. Chiếc áo mà tớ đang mặc là được một chị người mù, chị ấy may tặng cho tớ. Và chính vì chị bị mù nên là chị đã không thấy được chiếc áo đã bị bục chỉ. Nhưng mà không sao cả, tớ vẫn rất là tôn trọng chị ấy và muốn mặc để cho chị ấy cảm thấy vui. Và cũng vì tớ quá là nhớ hai cậu nên là tớ đã chạy thẳng đến công ty mà không kịp để ý là chiếc áo của tớ đã bị bục chỉ. Nhưng mà dù sao ấy, cũng nhờ có thế mà tớ mới phát hiện ra hai người quả là người vô lợi đấy. Tớ sao này, tớ xin lỗi, cậu bỏ qua cho tớ lần này được không? Bảo Linh này, tớ muốn nói với cậu, một chiếc áo không thể nào làm nên một thầy tu. Ngoại hình có thể quan trọng, nhưng mà nhân cách con người còn quan trọng hơn gấp nhiều lần đấy. Tớ cũng không thể nào ngờ được, lại có một ngày cậu dùng cả ánh mắt khinh miệt đấy để mà nhìn tớ. Là do tớ va vấp cuộc sống nhiều nên là hình thành thói quen đề phòng người khác. Cậu bỏ qua tớ lần này được không? Long, tớ xin cậu đấy, chẳng nhẽ chỉ vì một chuyện thế này mà cậu nỡ cắt đứt tình cảm anh em chúng mình à? Cậu bỏ qua cho chúng tớ nhá, chỉ là một hiểu lầm nhỏ thôi mà. Hiểu nhầm nhỏ à? Nếu ban nãy mọi chuyện mà không được sáng tỏ thì tớ làm sao mà biết vợ chồng cậu là người khinh rẻ người khác đến như vậy. Còn chuyện tha thứ á, cậu muốn được tha thứ à? Được, tớ tha thứ cho vợ chồng cậu, nhưng từ giờ chúng ta không còn là bạn bè nữa. Cậu hãy đi ra khỏi đây đi. Tớ cũng thế. Em buồn với thất vọng quá. Họ là những người chúng ta cực kỳ yêu thương với tin tưởng nhất. Thế mà... Tôi biết làm sao được. Anh cũng rất là tiếc cho tình bạn bao nhiêu lâu qua. Nhưng mà cuộc sống mà, em không thể nào mà nghĩ ai cũng giống mình được đâu. Em đừng buồn nữa. Em cứ nghĩ hôm nay chúng ta sẽ có thể ngồi lại rồi ôn lại những kỷ niệm thật là đẹp. Nhưng mà ai ngờ được. Thôi, không nhắc chuyện đấy nữa. Bây giờ anh sẽ đem đi ăn. Dù sao thì anh cũng đã đặt bàn rồi. Ăn xong anh đem đi một vòng mua sắm nhá. Chịu không? Vâng ạ. Con bé này đúng là cứng đầu mà. Đi một tiếng đồng hồ không thèm nói một câu. May hôm nay không có vấn đề gì, nữa chẳng may bị làm sao thì biết làm thế nào. Có sao đâu anh, cái này chỉ là xây sức nhẹ thôi, có gì đáng lo đâu. Xây sức nhẹ, xây sức nhẹ đau này. Em cái chỗ này nó mà thành sẹo thì có ma nó lấy. Không có ai lấy cũng tốt chứ sao. Em á, em sẽ ở như vậy cả đời để cho anh nuôi em. Thôi, tôi muốn sống đến 90 tuổi. Tôi mà sống với cô á, để có mà toi sớm à. Thôi, đi vào mà nghỉ đi. À, mà em nhắn tin cho anh cái địa chỉ người mà gây tai nạn cho em nhá. Thôi, không cần đâu. Cái này cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Anh không cần phải làm như thế đâu. Đúng rồi, cái chuyện này có gì đâu, con bé bị nhẹ mà. Ông xoắn cả lên. Nhưng mà ít nhất ấy, thì cũng phải đưa nó về chứ. Đây gây tai nạn xong, bỏ đi luôn. Thì con bé có làm sao đâu, tự đi về đấy thôi. Tự dắt. Này, tôi là tôi thấy ông hơi bị lạ đấy. Con bé nó có bị một tí thôi, ông xoắn hết cả lên. Người ngoài người ta không biết, người ta nhìn vào lại tưởng là đang yêu nhau chứ không phải là anh em đâu.
Thì tại vì con bé nó thiệt thòi từ nhỏ, tôi chỉ muốn bù đắp cho nó thôi. Biết là như thế, nhưng mà ông cũng phải cho con bé nó có một không gian riêng của mình ấy. Nó còn yêu đương, còn chơi bời các thứ thứ chứ không phải đây đâu. Ông làm thế nó ở với ông cả đời ấy. Thì tôi nuôi nó cả đời. Vớ vẩn. Ông này, ông có biết một cái bệnh gì ấy mà lúc nào cũng chỉ muốn ở bên cạnh người đấy, lúc nào cũng muốn nhìn thấy người ta trong tầm mắt của mình ấy. Người ta mà chẳng may có bị làm sao ấy, là sốt hết cả ruột lên như kiểu bị nghiện ấy, mà thấy người ta cười ấy thì bấn loạn hết cả lên. Khiếp, thế chả có bệnh nào cả, đấy chỉ có thể là yêu thôi. Mà này, ông đừng có nói với tôi là ông đang yêu em gái mình nhá. Chết đấy. Thế mới chết. Úi dồi, thế là thật à? Này, ông nghĩ cho kỹ nhá, cái này nó hơi nguy hiểm đấy. Thì tôi đang đau hết cái đầu lên vì cái chuyện đấy đấy. Theo tôi thấy thì có vẻ như ông đang quan tâm con bé, lo lắng cho con bé quá thôi. Hay là bây giờ như này đi, ông cứ thử giãn nó ra một thời gian xem như thế nào. Hả? Anh, tại sao một tuần vừa rồi anh không về nhà đấy? Em gọi điện ý thì anh cũng chẳng thèm nghe. Anh đang giận em cái gì đấy à? Em đến đây làm gì? Thì em thấy nhớ anh nên là em đến đây thôi. Tuần vừa rồi anh không về nhà, chán chết đi được, chẳng ngoài chơi với em. Thôi đi cô, tôi làm bận, lấy đâu ra thời gian mà chơi với cô. Này, ngày trước ý, anh có bận đến mấy, anh vẫn dành thời gian của anh cho em mà. Còn bảo là sẽ quan tâm em, chăm sóc em cả đời. Thế mà bây giờ... Anh vẫn quan tâm em đấy thôi, chẳng qua là giờ anh bận quá. Thôi, anh đi về đi. Không, bây giờ về nhà ấy, chẳng có ai chơi với em cả. Không có anh ấy, chán chết đi được. Thì em tìm mấy đứa bạn mà chơi. Không, em chỉ thích chơi với anh thôi. Thôi, anh đã bảo đi về đi cơ mà, anh bận lắm. Thế nhá. Đi đứng cái kiểu gì đấy? Mù à? Tôi xin lỗi nhá, tôi không để ý. Tường San, cô ở đây làm gì đấy? Hay, thế bây giờ tôi đi đâu, tôi làm gì, tôi phải thông báo cho cô biết à? Thì cũng là trẻ ở cô nhi viện nên là quan tâm một tí thôi mà, không được à? Cô đừng có mất đạo đức giả với tôi. Mà cũng phải cảm ơn cô ngày đấy đã đi, thì bây giờ tôi mới có cơ hội được công ty này chọn làm trưởng phòng đấy. Vậy nên ý, cô hãy giữ hồi chức này cho tốt vào. Nếu không nhỡ may bị đuổi việc ý, thì cũng sẽ chẳng còn ai nhường cho cô nữa đâu. Cô... Mà nghe bảo là cô được nhận vào gia đình khá giả cơ mà, sao vẫn ăn mặc như là cái đứa mồ côi thế này? Tôi mặc như thế nào ý thì kệ tôi, vẫn còn hơn cô. Tuy là ăn mặc sang trọng nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi cái khí chất là một đứa trẻ mồ côi đấy. Cô đúng là đồ nhà quê. Ừ, tôi quê hay không ý thì cũng chẳng liên quan gì đến cô cả. Tốt nhất ý là cô nên ngậm cái mồm thối của cô lại. Tôi cũng chả thèm nói với cô làm gì cho bẩn mồm. Bảo Linh, em có thôi ngay đi không ạ? Tường San, giám đốc nó gọi em. Em bị làm sao đấy? Tường San là con gái của chủ tịch đấy, thế mà em cứ cãi nhau như kiểu là kẻ thù đấy à? Gì? Con gái chủ tịch ấy à? Rõ ràng cô ta là trẻ mồ côi cơ mà. Mồ côi, bị thất lạc từ nhỏ, nhưng mà chủ tịch tìm lại được Tường San rồi, bởi vì là nhờ cái vòng cổ mà mẹ cô ấy để lại. Mà thôi, em đi làm đi. Bỏ thói quen đi nhá. Cô muốn gặp tôi làm gì? Cô nói luôn đi. Được gì phải vội như thế? Cứ uống cốc nước cho tỉnh táo đi đã. Không phải là tôi vội, mà chẳng qua ấy là tôi không muốn nói chuyện với cô. Nhưng mà tự nhiên tôi lại muốn ôn lại kỷ niệm xưa, chuyện giữa cô và Hạnh, chủ nhân của chiếc vòng cổ cô đang đeo ấy.
Cô nói như thế là có ý gì đấy? Cô không phải giả vờ. Tôi đã biết chuyện cô mạo danh là Hạnh để vào gia đình chủ tịch rồi. Năm xưa Hạnh bị bệnh không qua khỏi. Chuyện này bây giờ chỉ có cô và tôi biết thôi. Cô muốn cái gì? Cô nói thẳng ra đi. Được rồi, nếu cô đã thẳng thắn như thế thì tôi cũng không phải vòng vo làm gì nữa. Tôi muốn cô đề bạt tôi thành phó giám đốc của công ty này. Cái gì? Cô bị điên à? Ở trên đời này không phải là cô muốn cái gì cô chắc chắn sẽ có thứ đấy đâu. Với cả chuyện này tôi sẽ không bao giờ làm được cho cô. Việc gì cô phải hét lên như thế? Dù sao ấy, cô cũng đường đường là con gái cưng của chủ tịch. Hơn nữa anh trai cô lại hết mực cưng chiều. Chuyện này đối với cô ấy có gì là khó khăn đâu. Tôi đã nói rồi, cô hãy từ bỏ quyết định đấy đi. Việc này chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ giúp cô. Cô không làm được chứ gì? Được rồi, thế thì cứ chờ ngày bị tống cổ ra đường đi. Có khi đến lúc đấy còn bị vào tù đấy. Cô... Thôi, tôi không nói nhiều với cô ở đâu. Tôi cho cô 3 ngày để suy nghĩ. Nếu không ấy, cô tự biết hậu quả rồi đấy. Tường San, em đi đâu đấy? Em có việc, phải đi công tác mấy ngày. Có việc gì thì em cứ nói cho anh. Công ty còn bao nhiêu người, em việc gì phải đích thân đi cho mệt. Không cần đâu, em ở nhà mãi em chán nên là em muốn đi. Tường San, anh xin lỗi vì hôm trước đã nổi cáu với em. Nhưng bây giờ em chỉ cần yên tâm ở nhà là được, anh sẽ cử người khác đi. Không, em vẫn muốn đi. Em chẳng muốn suốt ngày ở nhà say cản chân anh mãi đâu. Tường San, em đừng có mà trẻ con. Anh sẽ không cho em đi đâu. Kệ anh, chân em đi. Chào anh, em đi đây. Cô làm cái quái gì đấy? Ai cho phép cô lấy danh nghĩa của tôi ra để rút tiền của công ty? Thì sao? Cô là con gái cưng của chủ tịch, tôi thì là trưởng phòng tài chính, chi thì đã làm sao nào? Tôi nói cho cô biết, cô lập tức trả lại toàn bộ số tiền cho công ty ngay. Nếu không ý, tôi sẽ kiện cô vì tội biển thủ công quy đấy nhá. Cô đi nói với bố cô đi, để xem ý, tôi bị kiện hay là cô bị kiện. Cùng lắm ý, tôi cũng chỉ mất đi cái chức trưởng phòng què này thôi. Còn cô thì sao? Cô mất đi gia đình giàu có, mất đi anh trai thương yêu cô đấy. Cô đừng có mất đắc ý quá sớm. Cùng lắm ý, là cả hai chúng ta cùng ra đi thôi. Thế á, cô cứ suy nghĩ kỹ đi. Cô vốn dĩ là một đứa yếu đuối, quen sống trong nhung lụa rồi. Bây giờ ấy, có chịu nổi cảnh lao tù hay không? Mà tôi cũng nói luôn, khi nào mà tôi chưa làm phó giám đốc ấy, thì lúc ấy tôi chưa để yên được đâu. Cô cái gì? Anh có chuyện muốn nói với em đây. Anh muốn nói chuyện gì? Anh nghe nói em rút một khoản tiền lớn mà không ghi rõ mục đích. Em rút tiền làm gì đây? Em rút tiền ấy cũng chỉ là lo chuyện ở công ty thôi. Việc gì em có thể nói với anh. Anh có thể giúp em. Còn em rút một khoản tiền lớn như vậy mà không ghi rõ mục đích, về sau sẽ rất khó giải thích với các cổ đông đấy. Không sao đâu. Đây là chuyện riêng của em. Chuyện này em sẽ nói với bố sau, nên là anh không phải lo. Vấn đề ở đây không phải là nói hay không nói, mà em rút một khoản tiền lớn như vậy, nó sẽ ảnh hưởng đến nguyên tắc tài chính của công ty, em có hiểu không? Nếu em cần tiền để làm việc riêng, em có thể tìm đến anh có thể giúp em mà. Nói chung là em không cần anh phải giúp. Việc này là việc riêng của em, nên là em sẽ tự lo liệu được. Còn bây giờ ấy, em có việc rồi, em về trước đây. À, cô Bảo Linh, cô lại đây tôi nói chuyện một lát. Dạ có chuyện gì thế ạ? Tôi muốn biết lý do cô Tường San vừa chi một khoản 500 triệu để làm gì. Dạ em không biết nữa. Tại sao cô lại không biết? Cô là trưởng phòng tài chính đấy. Bất cứ ai rút một khoản tiền lớn trong công ty ra đều phải có lý do. Tại sao cô lại không biết? Dạ em biết ạ. Nhưng mà Tường San con gái của chủ tịch, cô ấy đề nghị chi. Và cũng nói là chủ tịch đồng ý rồi, nên em không thể không chi được ạ.
cô và Tường San là bạn trong cô nhi viện. Cô có biết Tường San dạy làm gì không? Dạ, thật ra thì bọn em cũng mới gặp lại nhau trong công ty thôi. Nên dạo này cô ấy làm gì em cũng không được rõ cho lắm. Nhưng mà em thấy có ông anh trai của cô bạn cũ trong cô nhi dạo này thường xuyên đến tìm Tường San đấy ạ. Anh ta tìm Tường San làm gì? Thấy bảo là muốn tìm lại kỷ vật của em gái. Hình như là có liên quan gì đấy đến chiếc vòng cổ thì phải. Vòng cổ? Vòng cổ nào? Cái này em cũng không rõ cho lắm. Em chỉ nghĩ phong phanh thế thôi, chứ cũng không biết thứ hư thế nào đâu ạ. Cô đang lèm bèm cái gì chuyện của tôi đấy? Còn anh nữa, nếu anh muốn tiếp cận Bảo Linh ý, cũng không cần phải lôi chuyện của em ra để hỏi chứ. Tường San, em nói cái gì đấy? Anh tiếp cận Bảo Linh bao giờ? Anh đừng tưởng là em không biết. Anh có tình ý với Bảo Linh nên là muốn lôi chuyện của em ra để nói đúng không? Em vô lý nó vừa thôi. Anh gọi Bảo Linh ra đây nói chuyện cũng chỉ để quan tâm em thôi đấy. Quan tâm em á? Thế tại sao anh không hỏi thẳng em đi? Còn hỏi qua cô ta làm gì nữa? Anh hỏi em đâu có nói. Anh biết dạo này em khó khăn, nhưng mà ít ra em phải nói cho anh chứ, anh có thể giúp em mà. Em đã bảo rồi, chuyện của em ý không cần anh phải lo. Còn cô đi ra ngoài đi, chúng tôi muốn nói chuyện riêng. Anh biết chuyện riêng của em khó nói, nhưng em phải hiểu như vậy là sai nguyên tắc của công ty đấy. Nguyên tắc, lúc nào anh cũng lôi nguyên tắc ra để nói chuyện với em à? Ý anh là sao? Ý anh là em chỉ là một đứa con rơi con vãi ở ngoài đường, không có quyền gì để điều hành công ty đúng không? Anh không có ý đấy. Không có ý đấy, thì tại sao lúc nào anh cũng soi mói vào việc riêng của em thế? Này, em nói quá đáng vừa thôi nhá. Em không làm gì mờ ám, việc gì em phải sợ? Em không sợ, ngược lại là anh đấy. Em thừa biết là anh muốn tiếp cận Bảo Linh, nhưng mà dù có thế, lần sau anh cũng đừng có lôi em vào để mà tiếp cận cô ta. Anh không muốn tranh cãi với em nữa, em đi ra ngoài đi. Được, vậy thì lần sau ấy, những công việc riêng của em anh đừng có mà xem vào nữa. Còn anh ấy cứ lo tốt chuyện tình cảm riêng tư của anh với cô Bảo Linh đi. Này, có phải rốt cuộc ý là cô muốn ép tôi đến đường cùng đúng không? Này, tôi đã cho cô thời gian rồi, nhưng mà cô cứ chần chừ. Tôi nói cho cô biết, tôi ấy không phải là người nói suông đâu. Những lời mà tôi nói với giám đốc ấy mới chỉ là cảnh cáo cô thôi đấy. Cô cũng phải hiểu là nếu mà chuyện này bung bét ra ấy thì cô cũng không có lợi lộc gì đâu. Vậy nếu như cô mà không muốn gia đình cô biết cô là kẻ mạo danh ấy, thì mau mau mà tìm chủ tịch để đề bạt tôi làm phó giám đốc đi. Sức chịu đựng của tôi có giới hạn thôi. Tôi cho cô nốt 2 ngày nữa, mau mau lên. Cái gì? Cô bị điên à? Chỉ có 2 ngày nữa thôi, nhưng bố tôi đang đi công tác mà. Làm sao tôi có thể gặp ông ấy để xin chữ ký được? Cô đừng có hòng mà kéo thêm thời gian nữa. Bây giờ ấy, cô chỉ việc alo cho chủ tịch. Chủ tịch đồng ý thì cô đưa quyết định cho giám đốc ký, thế là xong rồi. Cô cái gì? Tốt nhất ấy là về mà giải quyết vấn đề đi. Không cần 2 ngày đâu. Tôi sẽ ký cho cô bổ nhiệm làm phó giám đốc. Với một điều kiện là cô phải giữ hoàn toàn bí mật chuyện này. Nếu không thì tôi đưa cô lên được, tôi cũng đưa cô xuống được đấy. Anh cứ yên tâm đi, tôi cũng không ngu để mất chức vụ béo bở ấy đâu. Được, vậy ngày mai tôi sẽ cho nhân viên đưa quyết định cho cô. Cảm ơn anh. Mời vào. À, ông đến rồi đấy à? Có chuyện gì mà nhìn ông vui mừng đấy? Tôi vừa phát hiện ra một chuyện động trời mà không hiểu tại sao tôi lại vui đến thế luôn đấy. Bây giờ ông lại còn thú vui là cười trên nỗi đau khổ người khác nữa à? Đâu có. Đây là chuyện của nhà tôi. Nhà ông? Thế cuối cùng là chuyện gì? Thì ra Tường San không phải em gái ruột tôi bạn ạ. Từ trước đến nay Tường San vẫn lừa tôi. Cái gì? Thế là từ trước đến giờ là Tường San lừa ông à? Một cái chuyện động trời như thế mà ông vẫn vui được? Thế mới lạ. Tôi lại không buồn vì từ trước đến giờ Tường San đã lừa tôi, mà tôi lại rất là vui khi biết là Tường San không phải em gái ruột tôi. Ông bị điên rồi. Tôi không điên, chỉ là tôi cảm thấy chuyện này có thể giải thích được tại vì sao từ trước đến nay tình cảm tôi dành cho Tường San luôn luôn vượt mức hơn là tình cảm của anh em bạn ạ. Thế là từ bây giờ ông có thể chuyển từ tình cảm anh em sang tình cảm nam nữ được.
Nhưng ông có nghĩ đến trường hợp là gia đình ông sẽ phản đối không? Chuyện này thì cứ từ từ để tôi tính đã. Lúc nào hợp thời cơ ấy thì tôi sẽ nói chuyện với bố mẹ tôi. Thôi thì dù sao cũng chúc mừng ông vì đã giải đáp được cái khúc mắc trong lòng của mình. Nhưng mà ông có nghĩ là vì cái chuyện này thì mọi chuyện trở nên rắc rối hơn trong tình cảm của ông không? Ví dụ như là bố mẹ ông không chấp nhận chẳng hạn. Tôi cảm ơn ông nhá. Nhưng mà tôi nghĩ là bố mẹ tôi thương Tường San như vậy chắc là không phản đối đâu. Ông có niềm tin như thế cả? Thế lý do từ trước đến nay Tường San lừa dối ông là gì? Cô ấy lừa dối ông để có thể trở thành một tiểu thư đi hưởng phúc như thế đấy. Thế em gái ruột ông ở đâu? Chưa kể là vì chuyện như thế chắc gì Tường San đã đồng ý với ông. Có lẽ tôi vui quá nên bây giờ tôi chưa nghĩ đến chuyện đấy. Thế bây giờ phải làm thế nào bây giờ? Ông đã bao giờ nghe câu muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông chưa? Cô, chính cô đã can thiệp vào việc bổ nhiệm tôi làm phó giám đốc đúng không? Đúng vậy, tôi đã nhờ một số cổ đông can thiệp để hủy bỏ cái chức vụ phó giám đốc của cô đấy. À, còn khốn, mày dám phá hỏng chuyện của tao à? Hả? Tôi không thể nào mà dương mắt nhìn một con cáo già như cô cố moi móc tiền công ty được. Cho nên là ấy, tôi đã ghi âm cuộc trò chuyện giữa chúng ta hôm mà cô biển thủ công quỹ đấy. Toàn bộ bằng chứng cô bán sản phẩm chênh lệch giá để kiếm lời rồi bỏ túi riêng. Cô ấy sẽ sớm được nhận đơn đuổi việc thôi. Mày, mày làm chơi tao à? Mày không sợ ấy, tao phanh phui hết chuyện xấu của mày ra à? Hả? Đến cái nước này rồi ấy, sợ thì đương nhiên là tôi sợ. Nhưng mà những lời cô nói ở hiện tại ấy, sẽ chẳng còn ai tin nữa đâu. Thì ra mày đã gài bẫy tao từ trước rồi à? Đúng vậy. Nếu mà bây giờ cô mới biết ý, thì quá muộn rồi. Cô nên đi về dọn dẹp lại đồ đạc rồi cuốn xéo khỏi công ty đi. Mày cũng đừng có đắc ý vội. Chuyện mày chỉ là một đứa con hoang ấy, anh trai mày đã biết hết tất cả rồi. Mày với tao bây giờ ấy cũng cùng đường thôi. Mày cũng không thể nào sống tiếp trong căn nhà ấy được đâu. Nhưng mà ấy, xem ra tao cũng chỉ mất việc thôi. Còn mày ấy thì mất hết tất cả đấy. Cho dù tôi có mất hết tất cả ấy, thì tôi cũng sẽ không bao giờ để cho cô lợi dụng tôi phá nát gia đình của mình đâu nhá. Gia đình á? Thật là nực cười đấy. San ơi, xem em mang gì về này. Mời vào. Tường San, em đi đâu mấy tháng nay? Em có biết anh tìm em không? Tại sao em đi em không nói với anh một câu? Anh đến đây làm gì đây? Anh đến để quyên góp tiền cho trại trẻ mồ côi. Thay mặt trại trẻ em cảm ơn anh. Cũng cảm ơn anh những lần trước anh đã ủng hộ cho trại trẻ ạ. Những lần trước do anh bận quá nên anh không thể đến trực tiếp được, mà anh đã chuyển khoản. Giá mà anh đến đây từ trước thì phải gặp em từ lâu rồi không? Em cũng mới quay về đây thôi. Em về đến đây rồi thì về nhà với anh đi. Em xin lỗi, nhưng mà em nghĩ là em không thể nào đối diện với bố mẹ và anh được nữa. Thực ra là bố mẹ biết chuyện này từ lâu rồi. Bố mẹ biết em không phải con ruột, nhưng do mẹ đã quá nhớ con gái, mà em thì lại trạc tuổi con bé và em lại dễ gần nữa, nên bố quyết định nhận em về nuôi đấy. Thật là như thế hả? Bố mẹ với cả nhà đều không trách em ạ? Anh có bao giờ nói dối em đâu. Sở dĩ bố không nói cho anh và em biết vì muốn em đường đường chính chính là con gái của bố mẹ, không muốn em bị mặc cảm
vì em là con nuôi. Bố mẹ đã đối xử tốt với em như thế mà cũng là do em ích kỷ. Em không dám thú nhận ngay từ đầu nên là mọi chuyện mới xảy ra hiểu nhầm như thế ạ. Thôi, chuyện đã qua rồi, em đừng nhắc lại nữa. Bây giờ chỉ cần em về nhà thôi là bố mẹ vui rồi. Tường San, em có biết là từ khi em đi, anh như người mất hồn không? Anh thực sự cảm thấy là anh không thể nào sống thiếu em được. Em về với anh nhé. Em xin lỗi. Em nghĩ là em không thể nào đối diện với anh được. Tường San, chuyện đấy em không cần phải băn khoăn nữa. Nếu bây giờ em đồng ý lấy anh thì em có thể chính thức là thành viên trong gia đình rồi. Đến lúc đó em không cần phải băn khoăn gì nữa. Em hãy để cho anh chăm sóc em cả đời nhé. Chuyện tình cảm của chúng mình em cũng đã mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Nhưng mà em nghĩ là chúng ta không thể nào mà đối diện với nhau được đâu ạ. Tường San, anh nghĩ là thời gian 3 tháng qua đủ để cho cả hai suy nghĩ chín chắn rồi mà. Em đồng ý lấy anh nhé. Em đồng ý.